Em Khánh xin được kính chào toàn thể quý anh chị đang theo dõi video. Hôm nay thì em lại quay lại với một siêu phẩm SUV, chiếc Ford Everest Titanium phiên bản cao cấp nhất, sản xuất năm 2020. Chiếc xe này thì được đăng ký biển Sài Gòn một chủ từ đầu. Hiện tại đã lăn bánh được 2 vạn km. Còn rất mới. Đây là phiên bản cao cấp nhất, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, sử dụng động cơ 2.0 biturbo, hộp số 10 cấp, dẫn động hai cầu toàn thời gian thông minh. Mời anh chị xem qua về tổng thể của chiếc xe nhé. Một trong những mẫu xe có thể nói là vượt trội trong phân khúc SUV 7 chỗ. Máy dầu cực kỳ tiết kiệm luôn. Đây, mời anh chị xem qua về nội thất của chiếc xe nhé. Lăn bánh được 2 vạn 1 km. Đây là bản cao cấp nhất nên gần như là full option, không thiếu một cái gì. Vô lăng, tích hợp các phím chức năng điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay. Trên bản cao cấp nhất này thì chúng ta có hệ thống Adaptive Cruise Control nhé, điều khiển hành trình thông minh. Gương gập chỉnh điện này. Ghế điều chỉnh điện. Đây chúng ta có màn hình cảm ứng 8 inch. Đầy đủ các chức năng, kết nối Bluetooth, có đầu CD, MP3. Đặc biệt là ở trên bản cao cấp nhất này thì chúng ta có thêm định vị GPS, bản đồ Việt Nam luôn các bạn, các anh chị nhé. Ghế thứ hai này, cửa gió nằm trên trần, và ở đây có chỉnh gió và trình độ lạnh của điều hòa. Nội thất còn rất mới các bác nhé. Đây là phần cốp của chiếc Ford Everest. Khi các bác sử dụng mà có nhu cầu để nhiều đồ thì có thể gập hàng ghế thứ ba này lại bằng các phím bấm ở đây. Đầy đủ đồ nghề, kích lốp, lốp sơ cua. Cốp điện. Và đặc biệt là chiếc xe này đang được em bán với giá là 1 tỷ 335 triệu. Tiết kiệm được rất nhiều so với mua mới nhé. Và cũng giống như những chiếc xe khác thì bên em vẫn cam kết về chất lượng xe và pháp lý cho tất cả các quý anh chị đến giao dịch tại Hà Nội K. Xe không đâm đụng gây ảnh hưởng đến kết cấu của xe, máy móc nguyên bản, chưa ra máy và không ngập nước. Với những cái xe mà lướt 2020-2021 như này thì hầu như các bác thấy là chất lượng xe thì không có gì phải bàn. Tất cả các dòng xe lướt nhà em đều là như mới hết.
anh chị có nhu cầu về chiếc xe này thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại nhé. Và đến trực tiếp showroom bên em tại 99 Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội để xem xe và lái thử.